Chào mừng bạn đã quay lại với Nhi Handmade. Đây là mẫu cá hôm nay mình sẽ làm. Nhưng thành phẩm của clip hôm nay sẽ bị thay đổi một chút do mình chỉnh sửa chất trong lúc làm. Thành phẩm sẽ tỉ mỉ và chỉnh chu hơn vì không phải dùng keo quá nhiều. Mình sử dụng kim móc 2mm, kéo cắt len và kim may len, kèm theo kim đánh dấu hết hàng. Mũi dán. Phần đầu, mình bắt đầu tạo một vòng tròn ma thuật, gồm 6 mũi đơn. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Ba mũi đơn. Bốn mũi đơn. Năm mũi đơn. Sáu mũi đơn. Sau đó, kéo gút lại. Hàng hai, móc hoàn toàn bằng mũi đôi, móc hai mũi đơn cùng một chân để tạo thành một mũi đôi. Hàng 3, móc theo công thức một đơn và một đôi, lặp lại 6 lần. Một mũi đơn. Một mũi đôi. Móc tương tự đến hết hàng. Hàng 4, mình sẽ móc theo công thức 2 đơn và 1 đôi, lặp lại 6 lần. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Một mũi đôi. Làm tương tự đến hết hàng. Sau khi xong hàng 4, hiện tại mình có 24 mũi đơn. Lên hàng 5 mình sẽ giữ nguyên số chân móc là 24. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn. Hàng 6, móc theo công thức 3 đơn và 1 đôi, lặp lại 6 lần. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Ba mũi đơn. Một mũi đôi. Hàng 7, mình giữ nguyên 30 mũi nhưng đổi màu len. Thay len trắng, móc 12 mũi đơn.
Thay len cam, móc nằm mũi đơn. Thay len trắng, móc 13 mũi đơn. Hàng 8, móc thay đổi màu len. Dùng màu len trắng, móc 13 mũi đơn. Thay màu len cam, móc 3 mũi đơn. Thay màu len trắng, móc 14 mũi đơn. Dùng len trắng, móc 14 mũi đơn. Thay len cam, móc 1 mũi đơn. Thay len trắng, móc 15 mũi đơn. Len hàng 10, giữ nguyên số chân móc là 30 và không thay màu len, làm cho đến hết hàng thứ 11. Mình sẽ gặp lại nhau sau khi mình đã móc xong hàng 11.
Nên hàng 12, móc theo công thức 3 đơn và 1 giảm, lặp lại 6 lần. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Ba mũi đơn. Một mũi giảm. Hàng 13, móc theo tỷ lệ 2 đơn và 1 giảm. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Một giảm. Lặp lại thêm 5 lần đến hết hàng. Kết hàng và cắt len. Nhồi bông căng tròn sẽ giúp bé cào đáng yêu, nhưng không nhồi cố, giãn gây lộ lỗ len. Phần chân mình dùng len nâu, tạo một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Ba mũi đơn. Bốn mũi đơn. Năm mũi đơn. Mũi thứ 6, mình gút lại thay màu len cam để móc hàng 2. Hàng 2 mình chỉ cần móc 6 mũi đơn và 6 chân móc. Len một bính. Hàng 6, móc lần lượt 6 mũi đơn.
Một mũi đôi. Sáu mũi đơn. Một mũi đôi. Hàng 4, móc lần lượt theo công thức. Móc len 3 mũi đơn. Móc một mũi đôi. Móc 6 mũi đơn. Móc một mũi đôi. Móc 5 mũi đơn. Hàng 5, giữ nguyên số chân móc là 18, chỉ cần thay màu len. Móc 7 mũi đơn màu cam. Thay màu len trắng, móc 3 mũi đơn. Thay màu len cam, móc 8 mũi đơn. Từ hàng 6 đến hàng 9, giữ nguyên số chân móc là 18 và thay màu len. Móc 6 mũi đơn bằng len cam.
thay len trắng, móc 5 mũi đơn. Thay len cam, móc 7 mũi đơn. Mình sẽ hẹn gặp lại nhau sau khi móc xong hết hàng thứ 9. Sau khi xong, kết hàng lại nhồi bông và chừa một đoạn len để may. May phần đầu và thân. May phần đầu và thân. Hàng 1, tạo một vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn màu nâu. Hàng 2, thay màu len móc lên 6 mũi đơn và móc đến hàng thứ 5. Kết hàng và cắt len. Ráp lại bằng keo. Hàng 1 của phần tay tạo một vòng tròn ma thuật gồm 5 mũi đơn. Hàng 2, móc theo công thức một đơn và một đôi, lặp lại 2 lần. Một mũi đơn.
Một mũi đôi. Một mũi đơn. Một mũi đôi. Một mũi đơn. Hàng 3, móc lần lượt theo công thức. Một mũi đơn. Một mũi đôi. Hai mũi đơn. Một mũi đôi. Hai mũi đơn. Hàng 4, móc lần lượt theo công thức. Một mũi đơn. Một mũi đôi. Ba mũi đơn. Một mũi đôi. Ba mũi đơn. Kết hàng và cắt len. Ráp lại bằng keo tương tự tay. Thiếu chi tiết. Tạo một vòng tròn ma thuật gồm 5 đơn. Sau đó, cút lại. Hàng 2, móc theo công thức một đơn và một đôi và lặp lại 2 lần. Một mũi đơn. Một mũi đôi. Một mũi đơn. Một mũi đôi. Một mũi đơn. Sau khi xong hàng 2, mình sẽ có 7 chân móc. Hàng thứ 3 mình sẽ giữ nguyên số chân móc là 7, mỗi chân móc một mũi đơn.
Hàng 4, móc theo công thức 2 đơn 1 đôi, lặp lại 2 lần. Hai mũi đơn. Một mũi đôi. Lặp lại thêm một lần. Một mũi đơn. Hàng 5, mình móc theo công thức 2 đơn và 1 đôi, lặp lại 3 lần. Một mũi đơn. Hai mũi đơn, một mũi đôi. Hàng 6, móc theo công thức 3 đơn và 1 đôi, lặp lại 3 lần. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Ba mũi đơn. Một mũi đôi. Hàng 7, móc theo công thức 4 đơn và 1 đôi, lặp lại 3 lần. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Ba mũi đơn. Bốn mũi đơn. Một mũi đôi. Bạn lặp lại thêm 2 lần nữa. Sau khi xong hàng 7, hiện tại mình đang có 18 chân móc. Lên hàng 8 mình sẽ giữ nguyên số chân móc là 18. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn và làm đến hết hàng. Hàng 9, mình móc theo công thức 1 đơn và 1 đôi, hàng này mình lặp lại công thức 6 lần. Một đơn. Một giảm. Làm thêm 5 lần tương tự. Mình nhồi bông vào trong. Hàng 10, móc hoàn toàn bằng mũi giảm. Móc xong thì kết hàng và cắt len. Lúc này mình chỉ cần dùng keo dán đôi ở phần mông.